Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta kết nối với cái bảng danh sách nhân viên này. Rồi. Em lấy ví dụ một cái view nào đấy nha, có rồi đi. À, ví dụ như đây đi. Em nối lại hai cái này đi với bảng nhân viên nhé. Rồi, ở đây thì em sẽ để câu lệnh đó là user setting ID. Đó thì ai mà đăng nhập vào app chúng ta sẽ biết được luôn là người nào đã tạo ra cái dòng này, người nào đã cập nhật lại cuối cùng. Đây, user setting ID. Mình thử nghiệm luôn chị nhé. Ok. Rồi. Bây giờ giả sử như là danh mục hàng hóa này đi. Thì em sẽ tạo ra một cái dòng mới này. Rồi bây giờ em lưu lại này. Thì ngay lập tức cái dữ liệu của mình ấy nó sẽ có một cái dòng mới. Và thông tin về người tạo được lưu lại ở đây. Đó, chị hình dung ra chỗ này chưa? Rồi, ok. Ok, rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ quay lại đi khai báo và cài đặt một số những cái công thức ở trong câu lệnh của mình đã. Rồi, chúng ta sẽ kết nối các cái bảng này lại với nhau chị nhé. Ở đây khi mà kết nối hai bảng thì nó có hai kiểu kết nối. Thứ nhất là kết nối trực tiếp và thứ hai là kết nối gián tiếp. Kết nối trực tiếp thì mình sẽ dùng cái kiểu dữ liệu là ref chị ạ. Ví dụ như bảng này, bảng phiếu nhập này. Phiếu nhập và phiếu nhập chi tiết ấy thì trong cái phiếu chi tiết này nó là một phần của phiếu tra đúng không ạ? Rồi. Thì ở đây cái key này không phải đâu nhá, cái key này mình sẽ phải để lên cái ID này. Rồi. Phần này chúng ta sẽ nối trực tiếp bằng cách là dạng ref nối sang cái bảng là phiếu nhập xuất này. Rồi khi mà chị xóa phiếu tổng mà chị muốn là tất cả các phiếu con của phiếu tổng đấy đều bị xóa luôn đấy thì mình sẽ tích vào year part of này. Rồi bây giờ mình lưu lại này, em bỏ mấy cái không cần thiết đi đã. Ok, em lưu lại này. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử vào tạo phiếu nhập xuất chứ nhá. Mình tạo một cái phiếu mới này. Trong này thì chị nhìn thấy là nó đã có cái phần liên kết đây. Reference liên kết với cái bảng phiếu nhập chi tiết đây. Và khi chị bấm phiếu chi tiết này. À chỗ này nó bắt nhập à. Rồi, cái thứ nhất này. Đây. Mình bấm lưu lại nhé. Thì chị sẽ nhìn thấy trong bảng phiếu nhập xuất nó sẽ có một phiếu này và trong phiếu này nó sẽ có hai phiếu chi tiết là hai phiếu con này, trên này cũng vậy này, chị nhìn thấy trên này, này đó, nó sẽ có cái phiếu chi đầu tiên này, phiếu này ngày chứng từ là ngày 22 tháng 10 đây, trong cái chứng từ số 1 này thì nó có hai cái dòng chi tiết, nó hai cái lần xuất kho chi tiết là như này. Được. Nó thì đó là cái cách mình kết nối trực tiếp hai bảng với nhau. Được chưa? Cách thứ Ok. hai là mình kết nối một em thử lại thêm một cái phần kết nối trực tiếp nữa chị nhé. Ví dụ với cái phần người tạo này nhé, em nối trực tiếp với cái bảng nhân viên của mình đi. Rồi ví dụ ở đây em để là user setting đây, ID. Đó là mình nối trực trực tiếp bằng cái ref nhé. Rồi để em điền lại cái dữ liệu ở đây nhá, cho chị thấy. Rồi. Rồi thì chị thấy là cái người tạo ở đây này. Nó đã kết nối trực tiếp rồi. Thì khi mình sang bên phần nhân viên ấy, cái ông Vũ Văn Minh này này sẽ nhìn thấy được những cái phiếu nhập xuất mà ông ấy tạo như này.
Được chưa? Chị hình dung ra chỗ này không ạ? Ồ, Rồi, rồi em ạ. nhưng chúng ta không cần phải kết nối trực tiếp hai bảng này lại với nhau. Bởi vì khi mà nối trực tiếp hai bảng này lại với nhau ấy, cái số lượng sau này rất nhiều mà gần như là chúng ta sẽ không cần quan tâm là ông này tạo ra bao nhiêu phiếu cả, đúng không ạ? Rồi. Cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn cái cách là kết nối một cách gián tiếp. Đây, phiếu nhập xuất này, hình như lúc nãy em đã làm cho chị, em vẫn có làm rồi đấy. Chúng ta không dùng là rep nữa, chúng ta sẽ dùng là enum và rep nhân viên. Ok, thì chị nhìn thấy nhá, chị vào cái phần setting này này, trong cái phần relationship này này, đây ở đây thì nó chưa cập nhật. Đây chị nhìn thấy này, cái bảng phiếu nhập chi tiết và phiếu xuất chi tiết này thì nó kết nối trực tiếp với nhau, chị nhìn thấy nó nối với nhau không ạ? Rồi. Đó, nhưng mà cái bảng của mình nhé, bảng của mình là cái bảng phiếu nhập nhập xuất này với cái bảng nhân viên thì nó đang không có kết nối gì cả. Tức là nó có nối với nhau nhưng nó nối một cách gián tiếp. Bởi vì trên này này, chúng ta nhập ở đây là NV1 này. Nhưng mà trên cái phiếu này chúng ta vẫn nhìn thấy được ở đây là ông Vũ Văn Minh. Đây, chị nhìn thấy thay vì nó hiện là NV1 thì nó hiện là Vũ Văn Minh. Đó, đó là cái cách mà mình nối bảng với nhau theo một cách gián tiếp. Được chưa?